Rồi, dạ vâng. Dạ vâng. Và bây giờ thì Thiên Trang xin được mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, dạ xin chào chị Thiên Trang và luật sư ạ. Dạ vâng. Alo. Dạ vâng, Thiên Trang nghe đây. Dạ, em muốn hỏi là chị em, dạ, dạ thưa. Chị em đang điền đơn thi quốc tịch mà cái trật tự. Thiên Trang xin phép được cắt ngang chị một chút và Thiên Trang nhờ chị bước xa cái tivi một chút đó, rồi chị gọi lại giùm để cho nó dễ nghe, tại trong này nó có tiếng hú rất là khó nghe. Xin lỗi cắt ngang chị và xin chị gọi lại 713-524-5593, 713-524-5593. Luật sư nói là nếu mà trong trường hợp cái người mà đi sửa xe mà bị người ta gian lận đó, thì người ta có thể hứa hoặc là nói một cái gì đó nó không đúng như là cái công việc của họ. Xin được tiền luật sư nữa hả luật sư? Dạ vâng, xin được tiền luật sư nữa. Bởi vì cho vấn đề kiện tụng, ai cũng nghĩ là kiện tụng sẽ được tự động được tiền luật sư. Cái đó không phải quý vị. Nó theo cái bộ luật của tiểu bang Texas hay là liên bang. Nhiều cái hồ sơ mà quý vị kiện tụng á, chưa chắc là quý vị được tiền luật sư. Cũng như một cái đụng xe bình thường, quý vị không có thể được tiền luật sư. Nhưng mà một cái hợp đồng mà quý vị có, hoặc là những cái bộ luật cũng như tôi nói là consumer law, nó gọi là DTPA đó, nếu mà bên đối phương thua thì họ phải bồi thường tiền luật sư quý vị theo cái bộ luật của DTPA. Dạ vâng. Dạ vâng. Và bây giờ thì Thiên Trang xin được mời quý vị kế tiếp. Hello. Dạ xin lỗi, chào luật sư và chị Thiên Trang ạ. Dạ vâng. Dạ em muốn hỏi là chị em điền đơn thi quốc tịch đó mà cái tên trong thẻ xanh đó là Đào Diễm Trang Thị, nhưng mà tên thật của chị, tên đúng thực tự là Đào Thị Diễm Trang. Như bây giờ lúc mà điền nó có 3 phần thì cái tên nó điền sao, nó không thay, không có đổi tên thôi, thì điền thì được. Ok, như thế này nè, mình nên căn cứ nếu mà được đó, mình dựa vào cái giấy khai sinh của mình. Bởi vì những cái gì mà mình làm bây giờ đó, nó sẽ ảnh hưởng cho những cái giấy tờ về sau này, cho nên mình căn cứ theo cái giấy khai sinh của mình. Nếu mà được đó, mình mong là cái giấy khai sinh của mình nó giống cái giấy thẻ xanh. Dạ thưa, cái giấy khai sinh là Đào Thị Diễm Trang mà trong thẻ xanh cái trật tự là Đào Diễm Trang Thị. Dạ không, em hiểu ý chị rồi. Dạ. Tại vì cái này rất là nhiều người bị, nhất là khi mà tên của mình có 4 chữ đó. Thì thí dụ như nếu mà chị muốn là Trang là cái first name, là cái tên đúng của mình đó, thì chị để cái trật tự đầu tiên là Trang, rồi ở giữa là Thị Diễm hoặc là Diễm Thị, rồi cái last name là Đào. Dạ. Còn nếu mà chị muốn gọi là Diễm Trang á, thì chị phải viết chữ Diễm xong chị gạch ngang một cái rồi mới có chữ Trang trong cái phần first name. Tại vì nếu mà chị không có ghi cái gạch ngang á, thì người ta sẽ đọc tên của chị là Diễm, rồi cái chữ Trang người ta coi là cái middle name. Thành ra quan trọng là chị muốn cái tên người ta gọi mình là cái gì. Nếu mà là Trang thì chị viết Trang, rồi cái middle name thì chị để là Thị Diễm hoặc là Diễm Thị, rồi cái last name là Đào, thưa chị. Tại thường thường nhưng mà trong cái phần điền mới có 3 phần thì cái phần không có đổi tên thì cái phần không, ta hỏi có. Nếu mà người ta có hỏi chị muốn đổi tên mà chị không có muốn đổi thì chị viết chữ NA là thôi. Chị không đổi tên thôi. Vâng. Dạ, nhưng mà trong đó nó có cái phần, trong phần B nó có cái phần là bạn có dùng tên khác thì cái đó điền sao? Nên nếu mà không có dùng tên khác, ví dụ như mình tại vì tên bây giờ là Diễm, trong thẻ xanh là Diễm Trang Thị mà tên kia là Thị. Thì nếu mà cô muốn bắt đầu đó là mình nộp đơn nhập tịch đó, cái tên mà mình muốn sử dụng đó mình viết y hệt như vậy nha. Còn nếu mà cái phần B mà họ nói là trước đây có dùng tên gì khác thì mình có thể viết cái tên kia luôn. Nhưng mà cái tên mà mình muốn họ cấp cái hồ sơ đó là mình, cái tên mình muốn dùng mãi mãi nha cô. Dạ. Ok. Dạ vâng. Dạ vâng. Việt Nam với Mỹ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và bây giờ Thiên Trang xin được mời quý vị kế tiếp. Hello. Hello Thiên Trang nghe ạ. Dạ chào luật sư Huy. Dạ. Với lại Thiên Trang à. Dạ chào chị. Tôi có bà mẹ đó đã sống ở đây 15 năm, hơn 15 năm rồi mà không biết tiếng Mỹ đó. Muốn thi quốc tịch đó thì thí dùng người thì thế nào để dùng người để dịch cho mẹ tôi ạ? Bà cụ năm nay mấy tuổi vậy bác? Dạ cô. Dạ thưa 80 tuổi rồi. 80 tuổi. Để như thế nè. Có vài ba cái trường hợp đó cô, là mình có thể miễn cái vấn đề cái thi bằng tiếng Anh đó cô. Thì nếu mà cô muốn sau chương trình chúng tôi sẽ cho số điện thoại của văn phòng, cô gọi thì chúng tôi sẽ cho thêm chi tiết, bởi vì hiện tại bây giờ chúng tôi không
biết hết cái điều kiện của cái bộ luật đó nha cô. Nhưng mà có mấy lần Thiên Trang vào trong sổ di trú mà thấy người ta đi thi quốc tịch đó chị, thì Thiên Trang cũng thấy là có những bà cụ dắt một người trẻ theo để thông dịch đó, thì thường thường cái người, dĩ nhiên họ sẽ có cái điều kiện, nhưng mà cái người phỏng vấn họ cũng chăm trước hơn phải không thưa dạ luật sư? Dạ có thể người ta sẽ hỏi vài câu bằng tiếng Mỹ rồi cái người đó dịch lại rồi, dạ, đúng rồi. Bà cụ trả lời chúng vài câu chắc là người ta sẽ chăm trước hơn phải không luật sư? Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào, nhưng mà chút xíu nữa chị nhớ ghi số phone xuống thì Thiên Trang sẽ tìm hiểu và trả lời chính xác cho chị. Và bây giờ xin được mời quý vị kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng. Dạ chào chị Trang và chào anh luật sư. Em tính hỏi cái này, thí dụ như ở Việt Nam mà cái khai sinh á. Dạ. Ở Việt Nam mà mình dịch ra tiếng Anh rồi mình kêu bằng cái gì notary á. Dạ. Ở Việt Nam luôn vậy nó có hiệu lực bên Mỹ này không, hay là bên đây em phải đi notary lại? Theo tôi biết á, là nếu mà cái một cái tờ giấy mà quý vị để sử dụng cho qua Hoa Kỳ đó, nước Mỹ đó, thì cái điều kiện của họ đó là cái người mà thông dịch đó họ phải có cái khả năng để thông dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh và tiếng Anh qua tiếng Việt. Còn cái sự công chứng đó ở Việt Nam nếu mà làm xong rồi đó, quý vị có thể đem ra tòa lãnh sự của Mỹ để họ đóng mộc cũng được không sao. Dạ vâng. Nhưng mà Thiên Trang nghĩ để cho nó chắc ăn đó chị, thôi chị cứ đem cái đó ra cho một người ở đây, người ta dịch lại và người ta công chứng lại ở đây, tại vì cái đó cái chi phí nó cũng không có nhiều thưa chị. Dạ vâng. Thà mình mất ví dụ như là 20 đồng hoặc là thậm chí 50 đồng mà cái công việc nó chạy nó nhanh thì nó vẫn đáng hơn. Dạ vâng. Chứ nếu mà không thì nó lại bị trục trặc của chị, nếu dạ mà vâng, vì lý do gì đó mà một người họ xét đơn họ khó. Cũng không nhiều cái dịch vụ Việt Nam hay văn phòng luật sư Việt Nam họ cũng có cái quyền để họ notarize nữa. Dạ không dạ sao. Vâng. Dạ vâng. Dạ em cảm ơn. Dạ vâng. Và bây giờ thì xin được mời quý vị trên đường dây. Hello. Dạ tôi tên Long đây cô. Dạ chú Long. À tôi đến muốn hỏi luật sư á, như bây giờ tôi có một đứa con bên Việt Nam mà tôi đã hỏi luật sư rồi mà nó năm nay nó mới có 5 tuổi à, tôi không thể nào sang cái quyền mà đất đai lại cho nó đó, mà bây giờ tôi muốn làm cái tờ ủy quyền mà cho nó cái mà di chúc cho nó đó cô. Ừ, sợ tôi mất á, rồi mẹ nó lại có thể là cái tờ di chúc đó mẹ nó không có quyền được bá không cô. À, cho con hỏi thêm chi tiết một chút, chú nói là chú có đứa con ở bên Việt Nam 5 tuổi hả chú? Dạ. Dạ. Mà chú muốn làm cái di chúc? Thì nếu mà chú làm cái di chúc mà cái di chúc của bá của chú á, là hội đủ hết điều kiện của luật lệ đó, thì nó có giá trị đó chú, không sao đâu. Còn nhưng cái mà... chuyện mà cái người mẹ muốn bán cái di chúc đó chắc chắn là không được. Không luật sư, nhưng mà để Thiên Trang hỏi luật sư là nếu mà cái nhà này mà hai vợ chồng mua trong lúc hai người cưới nhau đó luật sư, dạ, thì người vợ có cái quyền homestead và người chồng có đâu có được đuổi bà vợ ra hả luật sư? Không được, nhưng mà cái dĩ nhiên mình chuyển là mình chuyển cái phần của mình cho đứa con thôi. Nhưng mà nó bị giới hạn đó là nếu mà cái nhà này mà hai vợ chồng để dùng để ở thì người vợ tiếp tục sẽ giữ sử dụng, còn cái, người con vẫn có cái quyền thừa có cái quyền thừa kế, nhưng mà cái sự mà đuổi người vợ ra thì không được đó chú. Nếu mà cái nhà này mình dùng để ở. Tôi ở được chị Việt Nam, tôi muốn sang nhượng mà cho con tôi cái số tài sản đất đai bển á. À chú nói về tài mà bây giờ luật sư bển nói là con tôi nó còn nhỏ quá chờ đúng 18 tuổi lận. Dạ. Vậy tôi muốn hỏi luật sư là tôi muốn làm cái tờ di chúc, tôi sợ tôi chết á. Dạ. Tôi thấy là tờ di chúc mà mẹ, nếu mẹ nó có chồng khác rồi mẹ nó có quyền bán luật sư á, chờ đứa lớn lên là cái quyền thừa kế của nó là nó nắm quyền. Well, bác nói cái câu hỏi của bác là nó vừa luật lệ của Hoa Kỳ và Việt Nam đó bác. Yeah. Thì bây giờ cháu chỉ có thể nói với bác và cố vấn cho bác về vấn đề cái luật lệ của Hoa Kỳ thôi. Là những cái tài sản của bác có thể bỏ vô cái di chúc để đưa ra những người con hay người nào để thừa kế. Cái đó sẽ có cái giá trị. Còn cái chuyện mà đất đai ở Việt Nam và luật lệ Việt Nam mà như thế nào là cháu không có thể cố vấn cho bác được. Bác dạ nên cố. Tôi muốn làm một cái tờ di chúc đó cũng như là mẹ nó có chồng, mà nếu mà tôi chết đi mẹ nó có chồng khác á, thì cái tờ di chúc đó nó có hiện thực không, hay là mẹ nó có quyền mà bán lúc nào cũng được. Để cháu nói bác, cái di chúc của bác á thì mẹ của cháu không làm được cái gì để ảnh hưởng cái di chúc của bác nha. Bởi vì cái di chúc của bác sẽ có hiệu lực. Còn cái chuyện mẹ của nếu cái tờ di chúc cần ra công an phường với
luật sư ở tỉnh ông luật sư. Bác ơi, bây giờ con đề nghị vậy nè, bác cứ làm một tờ di chúc ở Mỹ đi, sau đó bác cầm cái tờ di chúc này về Việt Nam, bác cố vấn với một người luật sư ở Việt Nam và bác hỏi là bây giờ tôi có cái di chúc như vậy rồi và tôi cần làm cái gì ở Việt Nam nữa để nó thực hiện đúng như cái ý nguyện của tôi. Như vậy thì nó được luôn cả hai bên thưa bác. Dạ vâng. Vậy là tôi phải về bển tôi lấy giấy tờ bển về bên đây mới được làm chứ không? Dạ, bác cứ lên luật sư bác làm một cái di chúc ở đây trước. Rồi nếu bác cần thì bác nói bên Việt Nam phát hoặc là gửi giấy tờ qua, rồi người luật sư ở đây sẽ liệt kê những cái tài sản đó ra, rồi sau đó bác cầm cái di chúc ở đây rồi bác về Việt Nam, bác cố vấn thêm với một người luật sư bên đó. Tôi làm tờ di chúc tại vì tôi không muốn mẹ nó có chồng khác mà dạ. Ông ấy ông bán đất đai của con sau này nó khổ quá. Như thế này nè bác, để hay nhất đi, sau chương trình tôi sẽ cho số điện thoại của văn phòng. Bác liên lạc với văn phòng và cho tôi thì chúng tôi sẽ cố vấn chi tiết hơn nha bác ha. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác. Dạ vâng, nhưng mà thì tại bác này hỏi Trang mới nói, thường thường trong di chúc mình đâu có đặt điều kiện là chồng mình hoặc là vợ mình không được lấy người khác nữa phải không luật sư? Dạ đúng rồi, cho nên cái di chúc, quý vị nên nhớ là cái di chúc là cho cái vấn đề quyền lợi của mình, tài sản của mình. Mình không có thể bỏ vô di chúc những cái ràng buộc cũng như nhiều cái, theo tôi biết cũng như là đứa con nếu mà nó cưới vợ theo cái dân tộc này thì nó sẽ có vấn đề trái với luật lệ, cho nên mình có thể làm cái di chúc nhưng mà nó cũng có cái giới hạn. Dạ vâng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Thiên Trang rất tiếc là còn những quý vị gọi vào và Thiên Trang không thể bắt được hết tất cả những cuộc gọi vì chương trình đã đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa Thiên Trang xin kính mời luật sư Kevin có lời chào cùng quý vị khán thính giả. Dạ vâng, tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Nếu quý vị có tiếp tục thắc mắc thì gọi cho số điện thoại của văn phòng là 713-789-8010. Trong vấn đề trường hợp khẩn cấp thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 832-407-5691. Một lần nữa Thiên Trang cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp tối hôm nay, chương trình Luật pháp phổ thông cùng với Thiên Trang và luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc là đề nghị gì cho chương trình này, quý vị cũng có thể viết thơ về đài để chương trình được mỗi ngày phong phú hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.